biết để mà trước mà chưa tham gia vào cái dự án, chưa có những cái buổi tập huấn thì ít khi được đi đâu đó đi làm ấy, thì không biết tôn trọng với nhau, không biết là hạnh phúc hay là thương vợ chồng thương nhau. Mình về là vợ mình hay mắng và hay chửi mình lung tung ấy, nên là mình cũng buồn. Nhìn nhận với nhau thì cứ có cái chuyện gì có chuyện nhỏ nhẹ lại cãi nhau. Trước thì chồng đi làm về với chồng cứ đi đá bóng không con. Từ khi học cái học về bữa chị Quỳnh ấy thay đổi mỗi tháng này biết kỹ thuật để trồng cà phê là trồng lúa hay là trồng mì. Tôi rất tâm đắc về cái vấn đề lập kế hoạch sẵn để mình thực hiện theo từng bước như mình đã lập trước ở đó. Tại bây giờ thì hai vợ chồng đã thấy được nhiều biết tính toán này, biết tiết kiệm tiền. Vợ làm việc nặng mà nặng thì các ngày mà vợ thì nhiều lắm. Này là con, này là giặt giũ, này là cơm canh, này nhiều lắm. Trồng bắp thì giúp được mình lấy ngắn nuôi dài ấy, để mình có tiền để mình đầu tư cá ấy. Từ khi đi tham gia học thì Yên đã thay đổi rất nhiều. Ví dụ là nấu cơm, giặt đồ, giặt cúi, nấu cơm. Bây giờ thì đi làm giấy thì em thay đổi là cho vợ đi lại. À, chở vợ bằng xe máy. Đi lại. Với lại vợ thì cũng ít làm cho vợ chồng và trong gia đình ít gì? Ít chửi ấy. À, ít chửi chồng. Tôi thấy là vợ nó cũng có nhiều cái thay đổi và nó chửi mình, nó không mắng mình nữa. Sau đó mình thấy mình mới về cùng với vợ mà hiện nay là vợ chồng mình rất là vui. Vợ chồng biết yêu thương nhau hơn và biết cùng nhau đi làm. Bây giờ thì mình đang tiết kiệm tiền để sau 3 năm thì gia đình mình thay đổi sẽ làm nhà. Trước mặt mọi người đây là một cái quá trình và vợ chồng tôi đã được thống nhất và lập trong vòng 3 năm và chúng tôi sẽ áp dụng dần dần theo cái quá trình. Rất là cần thiết cho nhóm mình với lại các cộng đồng khác, bởi vì cái này giúp được trong gia đình mình biết thay đổi và làm gì rất là hài lòng để mình được cái mong ước của mình ấy. Cái này là rất là quan trọng. Bản thân tôi là tôi rất là thấy rất là vui và cũng cảm ơn đến dự án.